Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Như đã hứa với các bạn thì hôm nay tôi sẽ test chiếc máy phát điện Komatsu 2009CX này cho các bạn xem. Thì việc đầu tiên chúng ta là phải đấu dây điện vào trong vít cắm và cắm vào đầu ra của nguồn điện 220V. Đây là hai vít cắm đã được đấu sẵn. Tiếp theo đó, để khởi động máy thì các bạn cần châm nhiên liệu vào bình nhiên liệu và châm nhớt vào bình chứa nhớt. Các bạn bật công tắc nguồn lên về vị trí on và giật tay khởi động. Sau khi các bạn khởi động máy thì đồng hồ hiển thị áp thì hiển thị lên. Ở trong đây là chúng ta nhận thấy là 220V. Tiếp đó thì khi máy đã chạy vô ra xong thì các bạn bật công tắc CB lên. Khi các bạn bật công tắc CB thì nguồn điện sẽ được đi ra và đèn sẽ báo sáng. Hôm nay với chiếc máy phát điện Komatsu 2009CX thì tôi sẽ cấp điện cho máy nén khí dây đài 51x1 với motor là 1/2 HP. Cộng với đó là chiếc máy khoan đa chức năng 850W. Máy cắt cầm tay 750W. Và chiếc máy khoan 550W. Bây giờ tôi sẽ cấp nguồn điện cho chiếc máy nén khí dây đài này. Khi chúng ta cắm thiết bị tiêu thụ điện vào thì bộ điều chỉnh áp tự động AVR sẽ tự động tăng áp lên để cho cung cấp điện cho chiếc máy nén khí này. Bây giờ tôi sẽ test chiếc máy khoan này với búa đục. Tiếp theo thì tôi sẽ test chiếc máy cắt 750W và cắt thanh sắt này ra. Giờ tôi sẽ 550W.
đến thì tôi sẽ test đầu bánh vít cho các bạn xem.